Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 2 tháng 1 năm 2023 không có biến động, thị trường giao dịch trầm lắng. Giá lúa tươi hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không có biến động. Thị trường giao dịch trầm lắng do vẫn trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ít, các kho nghỉ Tết sớm. Nguồn lúa thu đông ít, giá lúa bình ổn, giao dịch gạo chậm, giá gạo các loại ổn định. Một số khu vực đang bước vào thu hoạch sớm vụ đông xuân, nhu cầu từ phía các kho gạo chợ chậm, giá gạo tại Việt Nam đạt mức cao nhất trong hơn 5 tháng. Tại An Giang, đếp giỏ tươi Long An 7.700 đến 7.900, đếp An Giang 7.000 đến 7.200, OM 380 6.400 đến 6.600, IR 50404 6.500 đến 6.700, năng quá chín 6.900 đến 7.200, đại thơm 8 6.900 đến 7.100, OM 5451 6.700 đến 6.800, OM 18 6.800 đến 7.100. Tại Sóc Trăng, OM 380 6.300 đến 6.500, đài thơm 8 là 6.700 đến 7.000, lúa IR 50404 6.400 đến 6.600, OM 4900 6.700 đến 6.800, OM 5451 6.500 đến 6.800, OM 18 6.700 đến 6.900. Lúa Tài Nguyên 6.500 đến 6.700, RVT 7.400 đến 7.500, lúa ST 24 7.300 đến 7.500, lúa ST 25 7.700 đến 7.800. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 50404 6.500 đến 6.700, đài thơm 8 6.800 đến 7.000, OM 5451 6.600 đến 6.700, OM 18 6.600 đến 6.800. Tại Cần Thơ, OM 380 6.400 đến 6.600, IR 50404 6.500 đến 6.700, nàng qua 9 6.800 đến 7.100, đài thơm 8 6.900 đến 7.100, OM 5451 6.600 đến 6.800, OM 18 6.600 đến 6.900, lúa Jasmine 7.800 đến 7.900. Tại Đồng Tháp, OM 380 6.400 đến 6.600, IR 50404 6.400 đến 6.700, đài thơm 8 6.600 đến 7.100, OM 5451 6.600 đến 6.800, OM 18 6.600 đến 6.900. Nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.100. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 6.500 đến 6.700, OM 380 6.300 đến 6.500, đài thơm 8 6.800 đến 7.100, OM 5451 6.500 đến 6.800, OM 18 6.600 đến 6.900, nàng qua là 6.800 đến 7.100, RVT là 7.400 đến 7.500, lúa DS1 7.100 đến 7.300. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.100, IR 50404 6.400 đến 6.700, đài thơm 8 6.700 đến 7.100, OM 5451 6.300 đến 6.700, OM 18 6.600 đến 6.800, ST 24 ST 25 7.500 đến 7.800. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video và có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin cảm ơn và kính chào.